Dạ ma xin phép chào tất cả cô chú anh chị và chào tất cả mọi người. Thì hôm nay là phiên lăng rừng tối ngày 14 tháng 12 năm 2023 nha mọi người. Thì hôm nay bên em tiếp tục về một số mặt hàng lăng rừng. Thì sau công tác chuẩn bị thì đã chia ra từng hình và đánh số thứ tự. Thì mọi người xem được hình nào thì chốt hình đó nha mọi người. Dạ rồi, thì em xin điểm sơ qua mặt hàng có ngày hôm nay. Thứ nhất là em có về lan bạch hỏa hoa nha mọi người. Đấy. Hôm nay em về có các nguyên bản và hàng về cũng rất là đẹp nha mọi người. Đấy. Và tiếp theo là lan gấm Thượng Hải nha mọi người, lan rừng cho rất đẹp luôn. Thì hôm nay em về được một số phần như thế. Rồi, tiếp theo là lan Kiều Vung nha mọi người, hay gọi là Thủy Tiên Vung. Đó. Tiếp theo là lan Hoàng Lan này, hay gọi là Hoàng Lạc. Rồi lan Vảy Rồng này, rồi Kiều Cánh Tua nha mọi người. Đó. Rồi lan Trinh Bạch nha mọi người, Hoàng Thảo Trinh Bạch. Rồi đặc biệt hôm nay em về lan Hoàng Phi Hải nha mọi người. Đấy, thì một loại lan cho hoa rất đẹp, hoa rất thơm. Nở rất là bành hoa nha mọi người, đặc biệt là nở vào dịp Tết. Đặc biệt hôm nay lan Hoàng Phi Hạt là nó đã xuống lá rồi, một số cái nó đang nứt nụ nha mọi người, để chuẩn bị ra hoa. Đấy, hàng này rất đẹp, cây rất khỏe nha mọi người. Rồi một số cái nguyên bản lỏng nha mọi người, đấy, lỏng người về sưu tầm. Rồi lan lỏng tím, lỏng sao này. Rồi hôm nay em về được một số phần lan Kiều Mỡ Gà nha mọi người, rồi lan rừng cho rất đẹp không. Rồi Thanh Đạm này, nguyên bản Huyết Nhung này, Cẩm Báo này. Rồi Kiều Cánh Tua nha mọi người, đấy, rồi hai cái combo lỏng sổ. Đấy rồi, thì hàng về lúc nào thì em bán lúc đó nha mọi người. Thì có ít bán ít, có nhiều bán nhiều, có gì bán nấy nha mọi người. Đấy rồi, thì em tí nữa em sẽ quay cụ thể từng hình một, thì mọi người xem được hình nào thì chốt hình đó nha mọi người. Dạ rồi, trước khi vào qua chi tiết thì em sẽ giới thiệu kênh quen và kênh Núi Rừng Tây Nguyên Channel 2. Số điện thoại Zalo liên hệ là 070 611 5694. Mọi người đặt hàng thì gọi điện thoại trực tiếp cho em qua số điện thoại này. Trường hợp mọi người gọi điện không được thì mọi người vui lòng nhắn tin, em sẽ chốt hàng qua tin nhắn và gửi đi cho mọi người trong thời gian sớm nhất nha. Và bên em đồng giá ship 30k trên một đơn hàng, ship này ship nhanh, tầm 2 đến 3 ngày thì mình nhận được hàng nha. Rồi thấp nhất phí ship là 30k trên một đơn hàng, một đơn thì 30k, nhiều đơn thì 30k nha mọi người. Mọi người nhận hàng thì thanh toán 30k ship là xong nha mọi người. Dạ rồi. Rồi thì hôm nay bên em còn một số cái bì cây cây chè dễ rừng nha mọi người, đây trà của cây chè dễ rừng đấy. Rồi thì hôm nay cũng còn một số bì còn sót lại đây, thì có chú anh chị mua lan thì có nhu cầu này kia thì em sẽ tặng cho cô chú anh chị một bì như thế này nha mọi người. Hai bì em đã cái chân không hết rồi. Đấy. Cái này xả nén này, đấy, xả nén thì nó được rất là nhiều trà nha mọi người, một bì như thế này nha mọi người. Đấy, thì cái này là dạng trà. Đấy nên mọi người chỉ việc về lấy bột nấm nhỏ cho vào bình pha trà, mọi người hãm đó, đổ nước sôi và hãm cho nó ra trà là mọi người uống được thôi nha mọi người. Rất là đơn giản luôn. Thì cái cây chè dễ rừng này là nó đặc trưng là cái lá nó màu trắng như thế này nha mọi người. Nó không phải là mốc nha, nó là cái nhựa của cây chè dễ rừng đấy. Thì cái dược liệu càng nhiều thì nó càng cái trắng nó càng nhiều nha mọi người. Đấy. Nó thì hay gọi là tuyết chè nha mọi người. Một số cô chú anh chị nhầm lẫn là kêu là nó bị mốc, thật ra là không phải mốc đâu, nó đặc trưng của cây chè dễ rừng. Nếu không có cái này thì không phải là chè dây đâu. Và nếu ấy thì nó dược tính cái dược liệu nó không ít nha mọi người. Rồi thì có chú anh chị mua lan như một khi thì em sẽ tặng một bì 100g như thế này, người bị dùng thử nha mọi người. Đấy, thì giờ chỉ còn vài gói để ấy thôi, khi nào có tiếp ấy, thì em sẽ bán cho mọi người nha mọi người. Đấy, thì vừa đầu cũng nợ đơn của chú anh chị, chưa thêm nào có thì em sẽ trả đơn nha. Đấy. Rồi thì thời gian qua em đã chia sẻ rất nhiều về cái sản phẩm chè dễ rừng này. Đấy, thì đa số của chú anh chị về dùng thì sau khi sử dụng thì phản hồi rất là tích cực về các triệu chứng điển hình như là trào ngược dạ dày, ở hơi, ở chua, ăn không ngon, ăn không tiêu, ăn không ngon ngủ không yên á, thì uống vào là cải thiện rồi nha mọi người. Đấy, thì cái cây này nó rất là tuyệt vời, mọi người nào mà có cái dấu hiệu bệnh á thì mọi người là nó đau quá này thì mọi người uống vào nó cảm nhận là nó đỡ liền, cái này nó rất là dễ cảm nhận mọi người. Đấy. Rồi thì cái về cây chè rừng nó có tác dụng là hỗ trợ điều trị dạ dày, diệt vi khuẩn HP, kháng viêm nha mọi người, đấy, an thần các loại, thì nó là việc tốt cho hệ tiêu hóa, đặc biệt là dạ dày đại tràng trực tràng nha mọi người. Đấy, thế này là nó nghiêng về cây thuốc nam, về đông y nên nó rất là hiệu quả và bền vững nha mọi người. Đấy, thì tạo hóa sinh ra một cái cây chè rừng này đấy, để giúp con người và chúng ta có một cái dạ dày nó khỏe mạnh hơn nha mọi người, và đặc biệt một số cái tính nó này nó nhiều tác dụng lắm mọi người, để cho chúng ta khỏe mạnh hơn, để có sức khỏe là còn tất cả nha mọi người. Đấy. Rồi thì ngoài cái tác dụng em kể trên thì có một cái công trình khoa học là nghiên cứu về tác dụng của polyphenol trong cây chè dễ rừng nha mọi người.
Thì đây một số chỉ số lipid máu. Lipid máu liên quan đến vấn đề mỡ máu, nhưng mà mỡ trong máu ấy, thì cái này thì trong bệnh bây giờ là đa số là quan tâm vấn đề chỉ số mỡ máu, nhưng mà cái mỡ máu nó rất nó không tốt, nhưng mà thật sự là không tốt luôn. Đấy. Thì mỡ trong máu nhiều nó liên quan đến vấn đề lưu thông máu kém, nhưng mà đấy thì một số cái này thì nó gây, nếu mỡ nhiều này thì nó tốc độ lưu thông rất chậm, đôi khi nó gây nghẽn như mấy ống nước nữa, mà cái ống mạch máu như mấy ống nước, nước chảy trong máu là nước ấy, nó chảy trong cái ống đó nó chậm này kia, thì nó gây nhiều lúc là nó động là nó gây tắc nghẽn luôn, nhưng mà gây vỡ động mạch đấy, mạch máu nó rất là mong manh, nhưng mà đấy. Rồi tiếp theo là nó nếu mà không lên cái vùng cần thiết này kia thì nó dễ gây đột quỵ, nhưng mà máu không lên não rồi đấy hay đột quỵ đấy, nó bị liệt, bị ấy này, đủ thứ cái kiểu hết. Thì cái này công trình nghiên cứu của các tác giả đây, nhưng mà đấy. Rồi thì nó có tác dụng rất là đầy đủ luôn đấy, thì cái tài liệu này nó cũng rất là ngắn gọn, chỉ có 8 trang thôi, 8 trang một mặt ấy. Đấy, 8 trang thì mọi người tải về nhanh. Nhưng mà khi thì cái đường bỏ cái đường link ở dưới bên dưới này, cái phần bình luận nhận xét thì mọi người xuống đó là tải về miễn phí, nhưng mà là về xem miễn phí trên máy tính cũng được, trên điện thoại cũng được, in ra như thế này càng tốt, nhưng mà đấy, nói chung là phòng bệnh hơn chữa bệnh. Nhưng mà chỗ này thì mà thời gian tới sẽ chia sẻ cụ thể hơn. Rồi, mọi người quan tâm các mặt hàng lan rừng, bạn có thể chia sẻ thêm sản phẩm cho chị Trần trên kênh. Mọi người vui lòng nhấn vào nút đăng ký kênh lúc này và bấm vào chuông thông báo bên cạnh để nhận tất cả clip trên kênh một cách nhanh và sớm nhất nha mọi người. Rồi, theo thứ tự thì em sẽ giới thiệu từ trên xuống dưới cho mọi người dễ theo dõi nha. Đầu tiên là em giới thiệu đó là lan bạch hỏa hoàng nha mọi người. Đấy, thì một lan rừng cho hoa rất đẹp nha mọi người. Đấy, hoa ba màu nha mọi người. Đấy, lan bạch hỏa hoàng, lan rừng hoa siêu xinh luôn nha mọi người. Đấy, rất đẹp. Đấy. Rồi, đó là lan bạch hỏa hoàng nha mọi người. Thì hôm nay là nó một số cái nó cũng gần có nụ hoa rồi nha mọi người. Này nó nở này. Đấy, này về cũng gần ngắm hoa luôn. Rồi các hình hôm nay được các hình nguyên bản lớn này. Đấy, hình số 1 nha mọi người. Đây 100.000 cho 4 nguyên bản lớn nha mọi người. Rồi, đây là nguyên bản đầu tiên này. Đó, thì cái tạo hóa nó cho nó một cái cây như thế này là nha mọi người. Rồi tiếp theo là nguyên bản số 2 này. Đấy, nguyên bản rất là đẹp nha mọi người. Đó, này nhiều thân tơ, khá nhiều thân tơ. Đấy, ra hoa có trái mùa trước này, đấy, mùa này thì chuẩn bị sắp ra hoa nha mọi người. Đó, nguyên bản số 2 này. Rồi tiếp theo là nguyên bản số 3 này. Đó, 3 nguyên bản nha mọi người. Rồi tiếp theo là nguyên bản số 4 này. Đó, 4 nguyên bản bạch hỏa hoàng nha mọi người. Rồi, 4 nguyên bản lớn, hình là số 1 100 nha mọi người, mọi người về sưu tầm. Tiếp theo là đến hình số 2, 100.000 cho 4 nguyên bản lớn luôn. Rồi đây là nguyên bản đầu tiên này, nó cũng rất đẹp nha mọi người. Đấy. Tiếp theo là nguyên bản số 2 này. Đấy, nguyên bản số 2 nó đẹp luôn. Rồi tiếp theo là nguyên bản số 3 này. Đó, thì ngồi tự nhiên là mập như thế này nha mọi người. Rồi tiếp theo là nguyên bản số 4 này. Đó, 4 nguyên bản bạch hỏa hoàng nha mọi người. Đấy. Rồi hình số 2, hình 100 nha mọi người. Đấy, hình số 2 100. Tiếp theo là đến hình số 3, 100.000 cho 6 nguyên bản lớn nha mọi người. Rồi đây là nguyên bản đầu tiên này. Đó. Tiếp theo là nguyên bản số 2 này. Rồi tiếp theo là nguyên bản số 3 này. Đấy, rất đẹp nha mọi người. Tiếp theo là nguyên bản số 4 này. Đấy, nguyên bản rất là nhiều nha mọi người. Rồi tiếp theo là nguyên bản số 5 này. Đó. Rồi tiếp theo là nguyên bản số 6 nha mọi người. 6 nguyên bản bạch hỏa hoàng này. Đó. Rồi hình số 3 nha mọi người. Hình số 3 là 100 cho mọi người về sưu tầm. Đấy. Hình 3 100. Tiếp theo là đến hình số 4. Hình số 4 là 100.000 cho 3 nguyên bản lớn, gặp năm gì lớn nhất này. Ở đây là nguyên bản đầu tiên này. Đấy. Rồi tiếp theo là nguyên bản số 2 này. Nó đẹp nha mọi người. Rồi tiếp theo là nguyên bản số 3 này. Đó. Rồi các gì lớn nha mọi người. Đấy, còn có một gì nè. Đó, cây rất đẹp nha mọi người. Gì lớn đẹp này. Rồi tiếp theo là về số 2 này. Đó. Rồi tiếp theo là về số 3 này. Rồi tiếp theo là về số 4 này. Đó, rồi tiếp theo là về số 5 này. Đó, 5 về bạch hỏa hoàng lớn rất đẹp nha mọi người, rất là to luôn. Hôm nay về các kỳ rất đẹp. Rồi lan bạch hỏa hoàng nha mọi người. Hình số 4 100. Tiếp theo là đến hình số 5, 100.000 cho 10 về lớn nha mọi người. Ở đây là về đầu tiên này, cây rất đẹp nha mọi người. Đấy. Rồi tiếp theo là cây số 2 này. Đó, số 2. Tiếp theo về số 3 này, đó, rất đẹp nha mọi người. Rồi về số 4 này. Đấy.
Và tiếp theo là dè số 5 này. Đó, đẹp. Và tiếp theo là dè số 6 này. Đó, rồi dè số 7 này. Đó, rồi dè số 8 này. Rồi dè số 9 này. Dè số 10 nha mọi người. Đó, 10 dè bản họ hoàng rất đẹp nha mọi người. Rồi hình này hình 100.000 nha mọi người, hình số 5. Tiếp theo là đến hình số 6, 100.000 cho 15 dè lớn nha mọi người. Này gồm có các dè này, 1 này, 2 này, 3 này, 4 này, 5 này, 6 này, 7 này, 8 này, 9 này, 10 này, 11 này, 12 này, 13 này, 14 này, 15 này, đó. Rồi 15 dì lớn bạch hỏa hoàng nha mọi người. Rồi hình này là hình 100.000, 15 dì lớn nha mọi người. Tiếp theo là đánh hình số 7 nha mọi người. Đấy, 100.000 cho 45 dì, loại hàng nhỏ nha mọi người. Đấy thì 100.000, đấy cũng có hai phần. Đấy cũng có cái dì như thế này, 1 này, 2 này, 3 này, 4 này, 5 này, 6 này, 7 này, 8 này, 9 này, 10 này, 11 này, 12 này, 13 này, 14 này, 15 này, 16 này, 17 này, 18 này, 19 này, 20 này, 21 này, 22 này, 23 này, 24 này, 25 này, 26 này, 27 này, 28 này, 29 này, 30 này, 31 này, 32 này, 33 này, 34 này, 35 này, 36 này, 37, 38 này, 9 này, 40 này, 41 này, 42 này, 43 này, 44 này, 45 này, 46, 47, 48, 49, 50. Đó. Đó thì trên 45 về nha mọi người. Đấy một phần như thế này mọi người về ghép lại nó có gì hết, nó có gì sẵn hết trơn rồi. Đấy. Mọi người về ghép thôi. Như thế này gần có nụ này. Đó. Mọi người về ghép lại thôi. Này 40 về, 45 về một phần như thế. Đấy, phần này cũng vậy nha mọi người. Đấy, phần này thì cũng 45 về. Đấy, mọi người về sưu tầm. Hình số 7, 145 về cũng có hai phần nha mọi người. Đó, lan và nó hoa, mà gọi lan cho hoa rất đẹp nha mọi người. Đấy. Thì đối với hàng rời này mọi người có thể về ghép cái miếng như thế này nha mọi người. Đấy, đĩa như thế này nè. Dạ rồi, tiếp theo ngày hôm nay nhà em có lan gấm Thượng Hải nha mọi người. Đấy, một loại lan rừng cho hoa rất đẹp nha mọi người. Đấy, hoa nó đây. Đấy, gấm Thượng Hải nó có nhiều màu hoa lắm nha mọi người. Đấy, nó đẹp. Đấy. Đó là lan gấm Thượng Hải. Đấy, tới mùa hoa nó rất là đẹp luôn. Đấy. Rồi, hình số 8 nha mọi người. Hình số 8 150 cho hai nguyên bản lớn. Đấy, hôm nay em có một cái phần nguyên bản như thế này thôi. Rồi đây là căn nguyên bản đầu tiên, cũng có 1 này, 2 này, 3 này, 4 này. Đó, 4 ngọn rất đẹp nha, căn nguyên bản. Đấy, này một ngọn nữa này, đấy. Rồi, cái này thì mọi người về đặt chậu là ok rồi nha mọi người. Nó cây lá nó sẽ lên như thế này, đấy. Rồi tiếp theo là đến nguyên bản số 2. Đấy, nguyên bản này thì cũng khá là nhiều ngọn nha mọi người. Đó. Rất nhiều ngọn này, đấy. Mấy hoa cũ này, đấy. Rồi, những cây nhiều ngọn như thế này thì cũng rất là tuyệt vời nha mọi người. Nếu mọi người về trồng thì cái nào ngọn nó ấy thì nó sẽ lên cây mới nha mọi người. Đó, thì ngoài tự nhiên nó như vậy thôi. Hai nguyên bản rất đẹp nha mọi người. Rồi hình số 8, 150 nha mọi người. Tiếp theo là đến hình số 9 nha mọi người. Đấy, 150 cho dì lớn, 10 ngọn. Đây, rồi cái này thì ngoài tự nhiên nó mọc như thế này. Đấy. Còn có các cây như thế này nha mọi người. 1, 2, 3 nè. 4 nè. 5 này, 6, 7 này, 8, 9, 10 nha mọi người. Đó, 10 cái ngọn như thế. Đó, thì này nguyên cái gì ngồi tự nhiên của nó như vậy nha mọi người. Đã ra hoa, bách hoa đầy lên này luôn nha mọi người. Đó, mọi người về chăm này, đó. Nhiều ngọn thì nó sẽ ra nhiều hoa. Đấy, này, bách hoa này, đó. Nó ra hoa này, đấy. Rồi, mọi người về ghép lại, nó đẹp thôi. Đó là lan gấm Thượng Hải, hình nguyên gì lớn nha mọi người. Đấy, ít khi có những cái gì lớn đẹp như thế này nha mọi người. Hình số 9, 150. Tiếp theo là đến hình số 10. Hình số 10, 150 cho hai dì lớn. 8 ngọn. À, đây là dì đầu tiên này. Đấy, này còn có hai ngọn lớn nha mọi người. Đó, hai ngọn lớn, cây to khỏe nha mọi người. Ngọn tự nhiên thì mọc như thế này. Dòng vanda rỉ gió nha mọi người. Đây các rỉ gió, mọi người về trồng lên các rỉ gió như thế này. Rồi tiếp theo là cây số 2. Đấy,
cây này cũng khá nhiều ngọn trong đây đó, hỗ trợ lọc ra. Những cây như thế này ta thường là dễ, rất là dễ nứt chồi mới như vậy đó, thì ngồi tự nhiên nó mọc như thế này như vậy, nó đính vào chỗ vị trí này thôi nè. Đấy, người về cứ ghép như thế thôi đó. Rồi hai gì lớn như vậy, cắm thường hải hình số 10 như vậy, 150. Tiếp theo là đến hình số 11, 100.000 cho 6 cây lớn này. Rồi đây là cây đầu tiên này, đấy, cây lớn đầu tiên này. Tiếp theo là cây số 2 này, đấy, ra hoa rất là sai nha mọi người, đấy, dòng gắm rất đẹp. Và tiếp theo là cây số 3 này, rồi, cây lớn số 3 này. Và tiếp theo là cây số 4 này, rồi cây số 5 này. Đó, thế trên nha mọi người. Tiếp theo là cây số 6 này, đó, 6 cây gắm thượng hải nha mọi người, đây. Rồi. Thì tùy theo cái thế mọi người về ghép lại cho nó đẹp là được. Hình 11 100 nha mọi người, sưu tâm. Tiếp theo là đến hình số 12, 100.000 cho 6 cây lớn. Rồi. Đây là cây đầu tiên, này gồm có hai ngọn này. Đấy. Hai ngọn. Rồi tiếp theo, là cây số 2 này, đấy này cũng đang đây này. Rồi tiếp theo là cây số 3 này. Đó, này ra hoa có trái này mọi người. Đấy. Rồi tiếp theo là cây số 4 này. Đây là cái số 5 này. Đấy. Tiếp theo là cái số 6 này. Đấy. Rồi 6 cây gắm thượng hải nha mọi người. Đấy, dòng thống gắm thượng hải này cũng rất là được ưa chuộng nha mọi người. Hình 12 100. Tiếp theo là đến hình số 13, 100.000 cho 8 cây lớn nha mọi người. Đây là cây đầu tiên này. Tiếp theo là cây số 2 này. Rồi tiếp theo là cây số 3 này. Đó, cây số 3 này. Và tiếp theo là cây số 4 này. Rồi tiếp theo là cây số 5 này. Rồi tiếp theo là cây số 6 này. Rồi tiếp theo là cây số 7 này. Rồi tiếp theo là cây số 8 này. Rồi 8 cây gắm thượng hải. Rồi hình 13 nha mọi người, 100.000. Rồi tiếp theo là đến hình 14. 100.000 cho 12 cây nhỏ, cộng một kìa 5 ngọn nha mọi người. Đây. À đây 1 này. 2 này. 3 này, 4 này, 5 này, 6 này, 7 này, 8 này, đó, 9 này, 10 này, 11 này, 12 này, đó, 12 cây gấm và một cái dề. Dề này thì cũng có 5 cái ngọn như vậy, đấy, 1, 2 này, 3 này, 4 này, 5 này, đó. Rồi bằng hình số 14 nha mọi người. Đấy, hình này nhiều cây ngọn này. Đó, hình 14 100.000 cho mọi người về sưu tầm. Đó là hình cuối cùng của lan gắm thượng hải nha mọi người. Đấy. Rồi, tiếp theo ngày hôm nay thì em sẽ giới thiệu để mọi người, đó là lan kiều vung hay còn gọi là thủy tiên vung nha mọi người. Đấy, thì hôm nay em mới có về kiều vung lại nha mọi người. Hàng rừng rất là đẹp nha mọi người. Đây hoa kiều vung đây. Hoa kiều ở vùng em nó cánh nó bầu nó đẹp nha mọi người. Đấy, cánh bầu mà hoa bầu này, đấy, rất đẹp luôn. Đó. Rồi thì nó nở hoa thì nó thòng xuống, đây, người về trồng chậu thì nó thòng xuống như thế này. Đấy, một số nơi người ta gọi là lan lồng đèn, vậy cái hoa nó giống như một cái lồng đèn nha mọi người. Đó, cây rất đẹp. Rồi đa số các hàng này là hàng rừng, người về trồng cái này kia thì nó sẽ ra rễ này. Đó, và nó bám vào do thể. Đấy. Là ok thôi nha mọi người. Đấy, kiều thì dòng thường xanh quanh năm nên rễ nó ra liên tục nha mọi người. Rồi đó là lan kiều vung. Rồi hình số 15 nha mọi người. Đấy, 150 cho hai dề lớn nha mọi người. Đấy. Rồi đây là dề đầu tiên này. Đấy. Thì ngoài tự nhiên thì nó mọc như thế đó nha mọi người. Thì tự nhiên nó mọc như vậy thôi. Mọc đủ các kiểu hết trơn. Đấy, thân to khỏe nha mọi người. Những cái thân rất là lớn, khỏe này. Đấy. Là dề lớn đầu tiên này. Rồi tiếp theo là dề số 2 này. Đấy, dề số 2 nha mọi người. Đấy. Này thì một cái cây lá rất đẹp nha mọi người. Đấy, kiểu lá rất đẹp này. Đó. Rồi, cái này thì mọi người chỉ việc về ốp một cái giá thể như thế này là được rồi nha mọi người. Đấy, nó mọc hai, nó xòe ra hai bên rất đẹp nha. Đấy, tới lúc ra hoa thì nó sẽ rất đẹp nha mọi người. Và cây con nó sẽ lên nữa. Đấy. Khi nào cái con là mọi người để lên cái vị trí, nó lên cho vị trí này nó là được nha mọi người. Đấy, uống về vị trí này thì nó sẽ tròn chậu lại thôi. Đấy. Này được cái là lá của cái cây kem này rất đẹp nha mọi người. Đấy. Rồi kiểu bóng lá. Rồi lá hình trái tim nha mọi người. Đây nè, lá nhìn như hình trái tim. Rồi
hai dây kiều lớn nha mọi người, hai kiều vuông rất lớn rất là khỏe, hình 15 150 nha mọi người. Đây hai cây kiều rất to khỏe nha mọi người. Rồi tiếp theo là đến hình số 16 nha mọi người. Đấy, 150 cho ba dây lớn nè. Rồi đây là dây lớn đầu tiên này. Đấy, này kiều cũng rất là khỏe to nha mọi người. Đó, nhiều thân tơ này, đấy, thế rất đẹp rồi. Rồi tiếp theo dây số 2 này. Đó. Thấy đứng chậu rồi nha mọi người. Rồi tiếp theo là dây số 3 này. Đó, ba dây kiều vuông nha mọi người. Đấy, ba dây lớn. Đấy, nguyên dây lớn này. Đó. Rồi hình số 16 nha mọi người, 150. Tiếp theo là đến hình số 17 nha mọi người. 120 cho hai nguyên bản nha mọi người. Rồi đây là như nguyên bản luôn này, lá rất kiều rất đẹp nha mọi người. Lá rất đẹp luôn này. Đó. Đó, lá rất tầng rất đẹp luôn. Rồi tiếp theo là nguyên bản số 2 này. Đấy. Nguyên bản này cũng khá là nhiều thân tơ nha mọi người. Đó, này có cả cái lồng nữa nha mọi người. Đấy. Ngoài tự nhiên nó mọc như thế này thôi, người về cố định là được. Rồi, hai nguyên bản kiều nha mọi người, hình số 17 120. Tiếp theo là đến hình số 18 nha mọi người, 120 cho hai nguyên bản. Ở đây nguyên bản đầu tiên này, nó gồm có 1 2 3 thân tơ này, đây lá xếp mẹp mọc rất đẹp nha mọi người. Đó. Khá là hay. Đó. Rồi tiếp theo là nguyên bản số 2 này, đấy 1 2 3 4 thân tơ nha mọi người. Đấy, nguyên bản nó luôn. Đấy, bên anh thử lên thân mới. Cái kiều rất khỏe nha mọi người. Đấy. Rồi, kiều rừng thì nhìn nó khỏe đẹp, nó là chắc nha mọi người. Rồi tiếp theo là đến hình 19 100.000 cho 3 dê. Rồi đây dê đầu tiên nè. Đấy. Thằng lá rất đẹp nha mọi người. Rồi tiếp theo là đến dê số 2 nè. Đấy, lá đẹp nha mọi người. Đó. Nó đẹp luôn, đấy, nguyên dê rất đẹp nè. Rồi tiếp theo liền dê số 3 nè. Đấy, 3 dê kiểu vuông nha mọi người. Đấy. Đây rất là khỏe. Rồi hình 19 nha mọi người, 100.000. Tiếp theo là đến hình số 20, 100.000 cho 4 dê. Rồi đây dây đầu tiên nè, thế này thế treo nhưng mà nó đẹp, này lá cũng đẹp nè. Rồi tiếp theo đánh nhá, dây số 2 nè. Đó, cây kiều thằng lớn nhưng mà, thằng lớn. Rồi tiếp theo về số 3 nè. Rồi tiếp theo về số 4 nhưng mà, 4 dây kiều vuông, nó đẹp rồi. Đấy, mọi người về số tầm, đấy 100.000 nhưng mà. 4 dây kiều, rất đẹp. Rồi hình 20, 100. Tiếp theo là đánh hình số 21. Đánh một thêm một số nè. Hình 22 nha mọi người. Rồi đây một về nè. Tiếp theo là về số 2 nè. Đó. Lá tròn nha mọi người. Tiếp theo là về số 3 nè. Rồi tiếp theo là về số 4 nè. Về số 5 nè. Về số 6 nha mọi người. Đó, 6 về kiều. Đấy. Hình này là hình 100. Đấy. Hình 22. Tiếp theo là đến hình 23, 100.000 cho 10 dê nha mọi người. Rồi, đây là dê 1 nè, dê số 2 nè, dê số 3 nè, lá đẹp nha mọi người. Dê số 4 nè, dê số 5 nè, dê số 6 nè, dê số 7 nè, dê số 8 nè, dê số 9 nè, dê số 10 nè, 11 dê. Rồi hàng giống nha mọi người, hàng giống nhiều dê. Mọi người về ghép lại sẽ được một cái giò rất là đẹp nha mọi người. Hình 23 100. Rồi tiếp theo là đến hình 24 lan hoàng lan hay gọi là hoàng lạp nha mọi người. Đấy, thì hoa màu vàng rất đẹp nha mọi người. Đấy, thì hoa phân nhánh nhiều bông rất đẹp luôn. Đó. Rồi hoa hồng rất là bền nha mọi người, bền hoa màu vàng rất đẹp. Lan hoàng lan. Rồi hình 24 100.000 cho 4 dây lớn nè. Rồi đây là dây đầu tiên nè. Đó, cây thân rất là mập mạp nha mọi người. Những cây này rất là khỏe nha mọi người. Đó, nguyên dây nè, thân lá rất đẹp. Đấy, dòng này đấy, cảnh bằng nắm tay nha mọi người. Rồi tiếp theo là đến dây số 2 nè. Đấy, dây số 2 nha mọi người. Đấy, thân to mập tròn vàng nha mọi người, bằng ươm. Rồi tiếp theo là dây số 3 nè. Đấy, thân khá là to khỏe nha mọi người. Rồi tiếp theo là dây số 4 nè. Đó, 4 dây nha mọi người. Bóng dây hoàng lan rất đẹp. Đấy, hàng rừng nhìn nó khỏe khoắn nha mọi người. Này mọi người về ghép đó. Ok, hình 24 100. Tiếp theo là đến hình 25 nha mọi người. Đấy, một cái cây nguyên bản hoàng thảo bên đây và một cây hoàng lan nha mọi người. Rồi, một dây hoàng lan rất đẹp này. Đó, cây thân to khỏe kinh khủng luôn nha mọi người. Đấy, mập mạp, đấy, rất đẹp. Đó. Rồi mà một cái cây hoàng thảo, cái này em muốn quay mấy cái tay nè. Cái này thì về thân lá này kia rất là ok nè mà, nó nhìn rất đẹp. Này cái này có cả các
thì nút áo nữa nhưng mà đấy khá là hay đấy. Rồi hai một nguyên bản và một cái dây hoàng lan 100.000 nhưng mà về sưu tầm hình 25. Rồi tiếp theo là đến hình 26 lan vảy rồng nhưng mà đây vảy rồng đây là lan cho hoa rất đẹp luôn đấy, rất là xài hoa nhưng mà rồi, hình 26 100.000 cho năm gì lớn nhưng mà ở đây là gì đầu tiên này, đấy nguyên gì của nó nhưng mà đấy. Rồi tiếp theo là gì số 2 này, đó, nguyên gì luôn này, đấy, các thân tơ này chuẩn bị nó sẽ ra hoa nhưng mà rồi tiếp theo là gì số 3 này, đó, ngoài hoa rất dài nhưng mà đây này bánh hoa cũ của nó này, đó. Rồi tiếp theo là gì số 4 này, đó, gì lớn nhưng mà rồi tiếp theo là gì số 5 nhưng mà đó, 5 gì vải rồng, đây gì rất là to nhưng mà đấy, các thân tơ này mùa tới nó sẽ ra hoa này, đó. Rồi cây rất khỏe luôn. Rồi 5 về nhưng mà về sưu tầm đây hình số 26 100 nhưng mà tiếp theo là đến hình số 27 lan kiều cánh tua nhưng mà đấy thì cái dòng kiều cánh hai cánh bay nó tua và cái miệng của nó tua như thế này nữa đó, rất đẹp nhưng mà đó lan kiều cánh tua nhưng mà lan rừng cho rất đẹp luôn. Rồi hình 27 nhưng mà 500.118 về thì gồm có hai phần, cái một phần là đấy, hôm nay thì cũng có các gì như thế này, một nè, hai nè, ba nè, bốn nè, năm nè, sáu nè, bảy nè, tám nè, chín nè, mười nè, mười một nè, mười hai nè, 13 nè, 14 nè, 15 nè, 16 nè, 17 nè, 18 nhưng mà đấy, rồi một phần kiều cánh tua 18 về nhưng mà đấy rất là nhiều lúc này nhưng mà đấy thì thân tơ không 10 chịu khó ghép lại đấy về cũng ok rồi, này cũng thế nhưng mà cái này thì cũng còn 18 về đó, cái thân tơ không đấy, người về ghép có hai phần nhưng mà hình 57 100.000 cho 18 về hai phần kiều cánh tua màu vàng rất đẹp nha mọi người. Rồi tiếp theo ngày hôm nay em có lan ba phần nguyên bản hoàn thảo tinh bạch rất đẹp nha mọi người. Đấy, hoa của nó đây, hoa rất đẹp nha mọi người. Rồi thì nó còn sót lại trên này này một số cái ấy này, đó hoa chùm rất ấy nha mọi người. Này nó ấy rồi, nó bị gần tàn rồi nha mọi người. Hoa rất đẹp luôn. Đấy. Hoa một mắt hoa nó ra rất nhiều bông này, đấy, hoa đẹp nha mọi người. Đó. Đấy, hoa tinh bạch nha mọi người, rất đẹp luôn. Giờ rồi, hình số 28 nha mọi người, 120 cho cây nguyên bản lớn này. Đó, thì ngồi tự nhiên nó mọc như thế này nha mọi người. Đó, thì có cả cây nút áo này, đấy, thành hoa, đấy, và có các cây rất là lớn nha mọi người. Mọi người về chỉ việc đặt vào chậu thôi, để cố định lại là ok. Đấy. Đây rất là nhiều thân tơ nha mọi người. Thân tơ rất là khỏe luôn. Đó, cây rất là to khỏe này. Đấy. Rồi ra hoa này. Đấy. Rồi, các thân tơ rất là to khỏe. Đấy. Nguyên bản của nó nha mọi người. Hình này 120, mọi người về sưu tầm hình 28. Tiếp theo là đến hình 29, 100.000, 120.000 trong cây nguyên bản này. Đấy. Rồi, đây cũng là một cây nguyên bản rất đẹp nha mọi người. Đó. Này lá tròn luôn, đấy, lá tròn lá mít luôn nha mọi người, lá đẹp này, đấy, kiểu lá rất đẹp luôn nha mọi người. Đó, hoàn thảo trên bạch nha mọi người, đấy, thế đứng chậu cũng rất là ok rồi, đấy, không thể tuyệt vời hơn nữa nha mọi người. Đấy. Đó, này các bách hoa của nó này, này. Đấy, bách hoa nó rất là sai nha mọi người, đấy, tới mùa nó sẽ ra hoa rất đẹp nha mọi người. Đấy. Rồi, nguyên bản trên bạch lá mít nha mọi người, lá mít rất đẹp này. Đấy. Rồi, hình này hình số 29, 120. Tiếp theo là đánh hình số 30, 120.000 cho hai nguyên bản này. Rồi đây là nguyên bản đầu tiên, thấy thế em đứng chậu rất đẹp rồi nha mọi người. Đấy, hai thân tơ rất là cao khỏe này. Đấy, rất là dài nha mọi người. Rồi tiếp theo là cây nguyên bản số 2 này, đó một cây nguyên bản rất là tuyệt vời rồi nha mọi người. Đấy, này là hoa sai này, đó, chi chít luôn nha mọi người. Đấy. Rồi cây nguyên bản rất đẹp luôn, không thể chèo đâu được nha mọi người. Đấy. Thẳng tưng luôn, đấy, rất dài. Đấy, dài cả cái gần mét luôn. Đấy. Rồi hình số 30, 120 cho hai nguyên bản nha mọi người. Hôm nay em có ba cái nguyên bản, ba phần nguyên bản trên bạch rất đẹp nha mọi người. Đấy, nó đang dừng cho rất đẹp luôn.
Rồi, tiếp theo ngày hôm nay thì em lâu lắm rồi mới về lại lan hoàng phi hạt nha mọi người. Lan rừng cho rất đẹp. Đấy, hoa này rất là lâu tàn nha mọi người, đặc biệt có khi là nở vào dịp Tết nha mọi người. Đó thì nó có các màu hoa như thế, nó có loại ba màu nữa. Về cơ bản là hoa cánh trắng hồng vàng nha mọi người. Rồi, thì mùa này thì hoàng phi hạt cũng đã xuống lá hết rồi nha mọi người. Đã xuống lá rồi này, đấy, xuống lá rồi. Đấy, một số cái là cây đang ấy này, đang nhú nụ này. Đây là những cái nụ của nó chuẩn bị nở nha mọi người này. Đó, nở nụ không nha mọi người. Đây, những cái trắng trắng này là những cái sân nụ này. Đấy. Đấy, cái nào nó cũng có nha mọi người. Đấy. Đây này, đây. Nhú nó hết rồi nha mọi người này. Đó, trắng lên nó này, nó chuẩn bị trong mùa hoa này nhưng mà có khi là bây giờ thời điểm bây giờ ghép vào này kia thì có khi là lai rai trong vòng 1-2 tháng Tết nữa là có khi có hoa ngắm này nó nở hoa bầy nữa nhưng mà đấy thì hoa của nó thì nó nở như thế này, nó đấu chiếu đấu xứng đối xứng như thế này nhưng mà đấy, đó. Này nó nở mắt đối diện của lá nhưng mà đấy, này bên này là hoa thì bên này là lá, bên này là lá thì bên này là hoa nhưng mà đó, nó sẽ lên như thế này đó, kiểu như thế nhưng mà đấy. Rồi cái dề này rất là nhiều thân tơ này, đấy những thân tơ này chuẩn bị có hoa nha mọi người này, những thân tơ rụng lá này bắt đầu là lên nụ rồi đấy, trắng 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 hết, bung sưng sưng hết rồi nha mọi người, cái này chưa có hoa này. Rồi đó, đây là nhiều thân tơ này đấy, nguyên thân tơ nha mọi người đấy, thì em giới thiệu để cho mọi người biết là những cây nào nó về nó có hoa. Cái dề này rất là nhiều thân tơ nha mọi người, nó đây nha mọi người, về ghép một cái dề như thế này đấy, thì cũng rất là nhiều thân tơ trong này nha mọi người đấy, cố định lên này là tới mùa hoa của nó rực rỡ luôn đấy, đây này đó, tới mùa hoa nó nở là đẹp luôn nha mọi người, chỗ nào nó cũng mát nha, cái màu mắt hoa nó nhiều bông hoa lên nó sẽ đẹp nha mọi người đấy. Rồi cái này là nguyên một dề lớn nha mọi người, nguyên một dề lớn rất là to luôn nha mọi người, cây đã sưng mắt hết răng rồi, nó chỉ chờ ra hoa thôi đấy, nguyên dề lớn nha mọi người. Rồi hình 31 nha mọi người, nó dề lớn đầu tiên là 250 cho cái nguyên dề này đấy, mua về thì chuẩn bị có hoa chơi luôn. Rồi tiếp theo là đến hình 32, này cũng một cái gì lớn lắm nha mọi người. Đó thì mùa này cũng khá là nhiều thân tơ nha mọi người. Đấy. Mùa này thì cây cũng đã nhú nụ hết rồi này, đây này, đó. Đó, có nụ hết nha mọi người. Này, trắng trắng hết rồi này, sưng hết rồi. Đây này, đó, sưng mắt nụ hết lên nha mọi người. Đây này, đó. Đây này, trắng 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 đây này. Đó, trắng trắng là cái mắt nụ nha mọi người. Đây này, đó thấy rõ luôn này. Đây này, trắng này, trắng này. Đó, sừng hết lên rồi đấy. Đấy. Rồi thì dề lớn số 2 này cũng rất là nhiều thân tơ nha mọi người đấy, này các mùa trước nở hoa rất là sai nha mọi người đấy, mùa này thân tơ rụng lá chuẩn bị ra hoa rất nhiều nha mọi người đấy. Đấy, những cái dề này nhiều thân tơ lắm nha mọi người. Rồi dề số 2 đấy rất là nhiều thân tơ nha mọi người, dề này 250 hình 32 đấy, quá đẹp rồi nha mọi người. À, tiếp theo là đến hình số 33, 150 trên cho một dề lớn nha mọi người. Cái này cả cây nguyên dề luôn nè. Cái thế này thì cũng thân tơ khá nhiều rồi nha mọi người. Đó, một số cái đang rụng lá chuẩn bị có hoa luôn nha mọi người. Đó. 1 2 thân tơ, 3 thân tơ, 4 này, 5 này. Đó, 5 thân tơ, 6 thân tơ, 7 thân tơ này. Đó, thân tơ không nha mọi người. Đây. Số cái là nó sẽ đang nứt nụ hoa lên nha mọi người. Nó sẽ trong. Rồi cây nguyên dề lớn nha mọi người, dề này em 150 nha mọi người, này quá đẹp luôn, đấy, hình 33. Rồi tiếp theo là đến hình số 34, 120 cho dề lớn này, đấy cũng cây nguyên dề luôn, cũng có một thân tơ rất đẹp nha mọi người, cây hồng phi hạt này nó lên cái con rất là đẹp luôn nha mọi người, nứt nụ hết nha mọi người, một số cái là nứt nụ, cái mùa là nó sẽ ra hoa, đấy, 1, 2 này, 3 này, 4 này, 5 thân tơ này nha mọi người. Đó, 5 thân tơ, đấy, một số cái nó nhú nụ là nhiều người. Rồi, nguyên dề rất đẹp nha mọi người. Đấy, này mọi người về lên chậu rất đẹp, cây rất khỏe. Đấy. Một trước ra hoa rất sai này. Đấy. Rồi, hình 34, 120 nha mọi người. Đấy. Tiếp theo là đến hình 35, đấy, 100.000 cho 3 dề. Đây là dề đầu tiên này, đó, dề lớn nha mọi người. Này còn có 1 này, 2 này. 3 thân tơ nha mọi người, 3 thân tơ. Đấy. Rồi tiếp theo dì số 2, dì này vẫn ươm luôn nha mọi người, trái ra rất to này.
này được một thân rồng lá và một thân đang rồng lá này, đó, hai thân tơ rất đẹp như vậy. Rồi tiếp theo dì số 3 này, đấy, này cũng thân tơ này. Đó. Rồi ba dì hoa phi hạt 100 như vậy, đấy, người về sưu tâm, đấy, hàng cây cũng lớn rồi như vậy, đấy, ra hoa trái rất là to này, cây này vàng ươm luôn như vậy, trái vàng thân vàng. Rồi tiếp theo là đến hình 36 100.000 cho ba dì. Ở đây là dì đầu tiên này, đấy gồm có một thân tơ này, hai thân tơ này, đó, nguyên về như vậy. Những cái thằng nào mà chưa ra hoa là sẽ tiếp tục nó ra như vậy. Rồi tiếp theo dì số 2 này, đó, một thân tơ này, hai thân tơ này, đấy. Rồi tiếp theo là đến dì số 3 này, đấy dì này gồm có một thân tơ này, hai thân tơ này, đó, ba thân tơ này. Rồi ta muốn ra hoa nứt lên cái con rất đẹp rồi, hoa phi hạt nứt cái con đẹp miệng mà luôn, 36 100. Tiếp theo là đến hình 37 nhé, 100.000 cho ba dì luôn. Ở đây là dì đầu tiên này, đó, này gồm khá nhiều thân tơ nhưng mà đấy. Rồi tiếp theo dì số 2 này, 1 2 3 thân tơ đấy. Thằng này rụng lá là chỉ chờ ra hoa thôi cho người, đấy, sắp tới mùa hoa rồi. Rồi tiếp theo về số 3 này, đấy, thằng tên này, đấy, rụng lá rồi, một số cái đang rụng lá. Đấy, cái nào chưa hoa thì nó sẽ ra hoa nha mọi người. Rồi, hình hoàng phi hạt số 37 nha mọi người, 100.000. Tiếp theo là đến hình 38, 100.000 cho 10 về nha mọi người. Đấy, gồm có các về nè, 1 nè, rồi 2 nè, 3 nè, thằng ta rất là khỏe nha mọi người. Rồi thằng này cũng rụng lá đó nè, chờ ra hoa thôi. Rồi 4 nè, thằng rất là to. 5 nè, thằng to nè. 6 nè, 1, 2 thằng tơ nè. Rồi 7 nè, 1, 2 thằng tơ rụng lá nè. 8 nè, thằng tơ nè. 9 nè, thằng lớn nha mọi người. Này thằng này nở hoa rất là lãi luôn nha mọi người. Thằng này dài lớn, 10 nè, thằng này cũng thế nha mọi người. Thằng này loại dài. Rồi những cây như thế này mọi người trồng mấy này kia lên thì nó đứng lên hoa rất nhiều nha mọi người, 38 100 cho mọi người về sưu tâm. Còn có 10 về nha mọi người, đó lan hoàng phi hạt và lan rừng cho hoa rất đẹp nha mọi người. Đấy, tới lúc mà nó lên nụ này, đấy nó nụ này, đấy các cái nụ này là giống như cái lọc nha mọi người, nó nở vào Tết này thì nó giống như hoa mai nha mọi người. Đấy, nên cái dòng này xếp vào hoa cho Tết thì cũng khá là hay, nở vào đúng như Tết á. Đấy. Rồi. Tiếp theo ngày hôm nay thì em có hình 39 nha mọi người. Đấy, nguyên bản lòng Tây Nguyên nha mọi người, 100.000 cho một nguyên bản. Đấy, lòng này thì nó chỉ có ở Tây Nguyên nha mọi người. Đấy. Rồi cái cây này thì hoa nó cũng khá đẹp nha mọi người. Đấy. Hoa lớn nha mọi người. Đấy, nguyên bản lòng này, lòng một lá, lá tròn này, lá trơn nha mọi người. Đấy, hình lá cũng rất đẹp nha mọi người. Đấy. Đấy. Rồi, lòng Tây Nguyên nha mọi người. Đây có một nguyên bản rất đẹp. Đấy, hình này hình 100 nha mọi người, hình 39. Tiếp theo là đến hình 40, 100.000 cho nguyên bản lòng tím nha mọi người. Rồi đây là một cây nguyên bản lòng này nè, rất đẹp luôn. Cái này hoa dạng chuỗi màu tím rất đẹp nha mọi người. Cái này nó giống cái phát hoa kiểu như lòng vàng cam này nè. Này hoa màu tím, còn này hoa màu cam nha mọi người. Đó, rồi nguyên bản của nó nha mọi người, đặt đây, hai người chỉ việc về đặt lên là chơi thôi, không cần phải nữa nha. Rồi hình 40, 100.000 cho cây nguyên bản này. Đấy. Rồi tiếp theo là đến hình 41 nha mọi người, 150 cho cây nguyên bản lớn. Đấy, này thì một cây nguyên bản rất đẹp luôn nha mọi người, từ dưới lên trên luôn này. Đấy, nó mọc cùng cả cây nút áo nữa, đấy, hai cái dòng rất đẹp nha mọi người. Đó. Này lòng vàng cam rất đẹp luôn, đấy. Này thế đó, quá đẹp luôn nha mọi người. Đấy, này chỉ việc về chơi thôi chứ không cần phải ghép nữa. Đấy, lọng đẹp nè, thân lá đẹp nhưng mà luôn, này góc cạnh rất đẹp nha mọi người. Rồi cây nguyên bản lọng mọi người. Rồi hình số 41 mọi người, 150 cho cây này. Rồi tiếp theo ngày hôm nay em sẽ giới thiệu đến mọi người là lan hình này được hai lần nguyên bản lọng tím nữa nè, 100.000 hình 42. Rồi, đây là nguyên bản đầu tiên. Đấy. Đó, cây lồng cũng đã bám vào giá thể rồi nha mọi người. Đi chơi mọi người về chơi thôi, không cần phải ghép nữa. Rồi, cây nguyên bản số 2 này. Đấy.
Đó, thì nó cũng mới rồi, cũng nguyên bản nó rồi nha mọi người. Đấy, rất đẹp đấy, thân cũ nó rất đẹp nha mọi người. Đấy, rồi hai nguyên bản lọc nha mọi người. Đấy, hình số 42, 100.000. Đấy, tiếp theo là đánh hình 43, lan lọng sao và thanh đạm cánh bướm. Đây, thanh đạm cánh bướm này, đây mà rất đẹp nha mọi người. Rồi, tiếp theo là lan lồng sao này, đó. Rồi, hình 43 hay là lan nha mọi người, 100.000. Đầu tiên là nguyên bản thanh đạm cánh bướm nha mọi người. Dòng thanh đạm cánh bướm này cho hoa rất đẹp nha mọi người, hoa thơm. Đấy, này nó đang nứt cái này nè. Đấy, này là nứt nụ lên rồi, bắt đầu nó có cây con nha mọi người. Này đang nụ rồi, lá nó tròn đẹp nha mọi người. Rồi tiếp theo là một cây nguyên bản lọc sao nha mọi người. Đấy, lọc sao này, lọc sao nguyên bản luôn. Đấy, này người biết về ấy thôi. Đấy, hoa lồng sao này tới mùa hoa nó đành như thế này rất nhiều nha mọi người. Đó, hình cái thân của nó này, đấy, quá đẹp luôn. Rồi, hai nguyên bản nha mọi người, lồng sao và thanh đậm cánh bướm nha mọi người. Hình này 100 cho mọi người về sưu tầm. Rồi, tiếp theo ngày hôm nay em về được có 4 phần lan kiều mỡ gà nha mọi người. Đấy là lan kiều cho hoa rất đẹp luôn. Đấy, kiều mỡ gà này. Đó, rồi hình 44 nha mọi người. Đấy, 150 cho hai dì lớn kiều mỡ gà nha mọi người. Rồi, đây là về kỳ đầu tiên này, đó, kỳ mở gà nha mọi người. Đấy, dòng này dòng thân vung này, xanh này. Đấy, này là hoa có trái như thế này nha mọi người. Đó, này những cây lớn nha mọi người. Những cây kỳ mở gà lớn này. Đấy, thì mùa tới thì nó sẽ ra hoa trên những cái thân này này. Đó, mắt hoa là nó cũng đã đầy đủ rồi. Đó, thấy rất khỏe nha mọi người. Rồi, tiếp theo về số 2 này. Đấy, như một về lớn luôn. Đấy, còn có 1 này, 2 này, 3 này, 4 này, 5, 6 này, 6 thân tơ nha mọi người. Đó, thân xanh vuông. Đó, mặt dưới nè. Đó, ra hoa rất xa nha mọi người. Đây là hoa dài nè. Đó, rồi hai dì kiều mở gà nha mọi người. Đó, hình lớn, hai dì kiều lớn nhất ngày hôm nay. Hình này hình 150 cho mọi người về sưu tầm. Đó, tiếp theo là đến hình số 45, 150 cho 4 dì lớn. Rồi đây về đầu tiên này, đó, mặt đây này, mặt dưới này, thân vung xanh nha mọi người. Đấy, rồi tiếp theo về số 2 này. Đấy, mặt đây này, mặt dưới này, đó, thân vung nha mọi người, thân vung xanh. Rồi tiếp theo về số 3 này, đó, về rất đẹp nha mọi người. Đó, 1, 2, 3, 4 thân tơ luôn. Đấy, rồi tiếp theo về số 4 này. Đấy, này được hai thân tơ to. Đấy, mặt đây này, mặt dưới này, đó, kiểu nó lên lá găng luôn nha mọi người. Rồi, 4 dì kiều mỡ gà 150 rất đẹp nha mọi người. Tiếp theo là đính hình 46, 120 cho hai nguyên bản. Đây là nguyên bản đầu tiên này. Đó, đây thân vuông đấy. Rồi tiếp theo là nguyên bản số 2 này. À, này gồm có 1 2 3 4 thân tơ nha mọi người, mặt trên này, mặt dưới này. Đó, rồi nguyên bản nó luôn, người về hết rồi. Rồi, hình nguyên bản 120 nha mọi người. Đấy, hình 46. Tiếp theo là đến hình 47. 100.000 cho 5 dì. Rồi đây là dì đầu tiên nè. Đấy, đang vuông nè. Rồi tiếp theo dì số 2 nè. Đó. Đó. Rồi tiếp theo dì số 3 nè. Số 3 này 1 2 3. 3 thân tơ nha mọi người. Đấy, thân vuông nè. Dì số 4 này, 1 2 3 thân tơ này, đấy, mặt dưới này, đấy, thân vuông này. Rồi tiếp theo dì số 5 này. Đó. Rồi, 5 dì kiều mở gà hình 100.000 cho mọi người về sưu tầm nha mọi người. Đây hình số 47, 100. Tiếp theo là đến hình 48, còn có huyết nhung. Đấy, một nguyên bản huyết nhung nha mọi người. Đấy, huyết nhung hoa màu đỏ rất đẹp nha mọi người. Đấy, hoa phân nhánh rất là đẹp luôn. Đó. Rồi, và một kìa thanh đạm 100.000 cho mọi người về sưu tầm. Đấy. À, đây là một cây nguyên bản huyết nhung, đấy, ngồi tự nhiên thì nó mọc như thế này nha mọi người. Đó, thì hôm nay có một cây thôi. Đấy, thì cái ngọn trai này, đấy, nó ra như thế này nha mọi người. Đấy, nó, ngọn nó có vấn đề gì thì nó sẽ ra ngọn mới nha mọi người. Đó, này là các vết hoa cũ này. Đó, vết hoa cũ nha mọi người. Rồi, cây nguyên bản của nó nha mọi người, mọi người về không cần phải ghép nè. Rồi, đó là lan nguyên bản huyết nhung. Tiếp theo, một cái về lan thanh đạm nha mọi người. Đấy, hai lá thanh đạm cái này thì em cũng chẳng biết là nó dòng thanh đạm gì, thân lá nó khá là lạ nhưng mà
Đó, nguyên diện nó luôn nha mọi người. Anh đạm thì cũng khá là hay. Đó. Rồi. Hình 48 nha mọi người. Đấy, 100.000 cho hai loại lan. Tiếp theo là đánh hình 49. À, một phần lan cẩm báo nha mọi người. Đấy, hoa cẩm báo cũng rất là đẹp nha mọi người. Đấy. Rồi, hình 49 100.000 cho 18 cây nha mọi người. Đấy. Thì gồm có các cây này, 1 nè. 2 nè. 3 nè. 4 nè. 5 nè. 6 nè. Đấy. Thì mọi người trồng nó ra cái rễ này nó rất đẹp nha mọi người. Đấy. 7 nè. 8 nè. 9 nè. 10 nè. Đấy. 11 nè. 12 nè. 13 nè. 14 nè. 15 nè. 16 nè. 17 nè. 18 nè. Cây lớn nha mọi người. Đây là hoa có trái nè. Cái gì cái dòng này nó ngồi tự nhiên thì nó mọc ở vùng rừng mà nó có nhiều mũi than như thế này thì nó như thế này thôi nha mọi người. Mọi người về trồng ở vườn thì nó sẽ mất mát đẹp hơn, nó lên những lá non mới đấy, rất đẹp. Dòng này đi rễ trên chỗ đất đẹp nha mọi người. 49 100.000 nha mọi người. Rồi tiếp theo đến hình số 50. 100.000 trên nguyên bản kiểu kiểu tua nha mọi người, cánh tua. Đó, thì kiểu cánh tua đây, mặt hòn nó đây. Rồi, cái nguyên bản đó nha mọi người, cái nguyên bản này 100 nha mọi người, nó gồm có rất là nhiều thân tơ này. Đó, thân tơ dưới này nè nha mọi người. Rồi thì mọi người về treo lên chơi thôi, đấy. Đó là cái. Đó, thân lớn nha mọi người, đây, nguyên bản 100 nha mọi người, kiểu cánh tua. Hình số 50 nha mọi người, đấy 100.000. Rồi tiếp theo là đánh hình số 51. Combo lồng sọng màu em ơi, 100.000 thì gồm có nhiều các loại lan. Thì em còn bao nhiêu em về em thấy hết trong cái này rồi nha mọi người. Rồi nhất là lan dáng hương tam bảo sắc này, đấy, lá xếp nha mọi người. Đấy, này quế tháng tư này, đấy. Lá của nó đỏ 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 này, màu hoa nó sẽ đậm nha mọi người. Đấy. Rồi tiếp theo là lan thanh đạm này, đấy một chìa thanh đạm nha mọi người, là hoa có trái như thế này. Đấy. Rồi tiếp theo là lan lỏng nha mọi người. Đấy. Rồi lan thạch học này, rồi lan lỏng sao này, rồi lan thạch học này, thạch học hoa sưu tầm nha mọi người. Rồi tiếp theo là lan thân đạm nha mọi người. Rồi thân đạm xanh này, đấy, các hình thân đạm xanh nha mọi người. Đấy. Mùa này nó đang có nụ nha mọi người. Rồi lan lỏng này. Đấy, dìa lỏng nha mọi người, lăn lỏng này, đấy, lỏng. Đấy, lăn lỏng nó này, đấy, mọi người cứ về ghép hết lại là đẹp thôi, sưu tầm. Đó, lan thanh đạm này, đó, cái dòng thanh đạm ra hoa có trái như thế này nha mọi người, mọi người về sưu tầm thêm. Đấy, nó giống như cái dòng thanh đạm bên kia kìa, ra hoa có trái như thế này nha mọi người. Rồi tiếp theo là lan kim điệp xuân này, đấy, các kim điệp xuân này. Kim điệp xuân này, rồi lỏng sao này, rồi lỏng sao này, kim điệp xuân này, cái gì kim điệp xuân này, thanh đạm này, rồi một chìa lan hoàng thảo thập hoa nha mọi người, hoàng thảo thập hoa hoa cũng đẹp này, rồi các về kiếm địa lan kiếm tứ thời nha mọi người, cái củ tròn, cái dòng này hoa rất thơm nha mọi người, đó, một cây này, hai cây này, đấy. Rồi, 3 cây nha mọi người. Đây thì lan kiếm tứ thời. Đây cổ tròn rất đẹp luôn. Đây này thì dòng địa lan. Rồi combo lồng sồng hình 51 100 nha mọi người. Tiếp theo là đến hình 52 100.000 trên một phần. Cũng có các loại lan. Nhất là lan này lan cẩm cù nha mọi người. Đấy cẩm cù này, đấy, lá cũng khá là đấy, giống như trái tim nha mọi người. Đấy khá là hay nè. Rồi tiếp theo là lan lọng này. Đấy. Rồi lan lọng sao này. Rồi lan thảo hoàng với lại lan hắc mao này, lỏng một lá này, đây lan thanh đậm xanh này, thanh đậm xanh này, đó thanh đậm xanh nha mọi người, này bạch đỏ này, rồi lan thanh đạm này, đó. Này lan
Đại Bạch Hạc các bạn. Lại lấy lẽ một số các đây, đang thanh đạm này. Đại Bạch Hạc này, thanh đạm này. Rồi lang thập hoa nha mọi người, đây hoàng thảo thập hoa này. Đó. Lang hoàng thảo thập hoa nữa này. Đó. Rồi nguyên bản rau mực này. Đó. Rau phiêu cánh tua này. Rồi loại lang sô tầm này. Đó. Rất là nhiều kiểu cánh tua nha mọi người, kiểu cánh tua này. Đấy. Người về ghép lại nhé. Rồi lang lộng sao này. Đó. Rồi kiểu cánh tua. Rồi, con bao lồng sậu nha mọi người. Đấy, hình này hình 100 nghìn. Còn rất nhiều loại lan, đó là hình bố công ngày hôm nay nha mọi người. Nha rồi. Mọi người đặt hàng thì gọi điện thoại trực tiếp cho em qua số điện thoại là 070-611-5694. Thì trường hợp mọi người gọi điện không được thì mọi người vui lòng nhắn tin. Em sẽ chốt hàng qua tin nhắn và gửi đi cho mọi người trong thời gian sớm nhất nha. Rồi bên em đồng giá ship 30k trên một đơn hàng. Ship này ship nhanh, tầm 2 đến 3 ngày thì mọi người nhận được hàng nha. Rồi thống nhất với ship là 30k trên một đơn hàng. Một đơn thì 30k, nhiều đơn thì 30k nha mọi người nhận hàng như thanh toán 30k ship là xong. Dạ rồi. Một lần nữa thì em xin chân thành cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi, ủng hộ cái kênh trong suốt thời gian vừa qua. Để nhận những clip mới, mọi người nhấn vào nút đăng ký kênh lúc này và bấm vào chuông thông báo bên cạnh để nhận tất cả clip trên kênh một cách nhanh và sớm nhất nha mọi người. Dạ rồi, một lần nữa thì em xin chân thành cảm ơn tất cả mọi người đã ủng hộ em cũng giống như ủng hộ người đồng bào tại địa phương em. Thì người ta đã bỏ chút công sức vào rừng hay như nhìn lan về cho người sơ tâm. Em xin chân thành cảm ơn. Rồi chúc tất cả mọi người một buổi tối thật là vui vẻ, hạnh phúc bên gia đình. Và em xin phép dừng clip tại đây và hẹn mọi người ở những video bán hàng tiếp theo nha mọi người. Dạ rồi, em xin phép chào tất cả mọi người ạ. Dạ rồi.